Dòng chảy sự kiện. Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành phố đã công bố môn thi, cách thức làm bài thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm nay cũng là các học sinh cuối cùng theo học chương trình giáo dục phổ thông 2006, nên cuộc đua càng trở nên nóng. Từ nhiều năm qua, tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội luôn được coi nóng hơn thi đại học, bởi vì chỉ có khoảng 60% học sinh đỗ vào các trường công lập, còn lại theo học trường tư hoặc trường nghề. Chính vì xuất vào trường công hạn chế, nên để giúp con có thêm phương án dự phòng, không ít phụ huynh chấp nhận mất tiền để giữ một suất học ở trường trung học phổ thông ngoài công lập. Những khoản này được gọi là phí giữ chỗ, phí ghi danh hay đặt cọc, với nhiều mức giá khác nhau tùy trường. Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn nội dung căng thẳng cuộc đua vào lớp 10, băn khoăn phí đặt cọc giữ chỗ trường tư, với sự tham gia bàn luận của chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất, người sáng lập hệ thống Big School, Vina School. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi. Vâng, trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Lê Thống Nhất đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Xin chào các bạn và chào tất cả các bạn thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa ông, kỳ thi vào lớp 10 thì năm nào cũng khiến báo chí và dư luận dậy sóng bởi cái câu chuyện áp lực thi cử rồi căng thẳng và khó khăn hơn cả thi đại học. Vậy theo ông thì tại sao kỳ thi tuyển này vẫn được đại đa số các địa phương lựa chọn? Chúng ta hình dung rằng là để mà tuyển sinh vào lớp 10 thì chỉ có hai con đường thôi. Một là xét tuyển hoặc là thi tuyển. Đấy. Thế thì cái vấn đề lựa chọn phương án nào ấy thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào đấy là cái nhu cầu, tức là cái số học sinh mà vào học lớp 10 với cái số trường, cái số chỗ của các cái nhà trường ở trên địa phương đó có đáp ứng đủ hay không. Như vậy nếu như mà gọi là cái cầu nó lớn hơn cung thì đương nhiên phải có một sự lựa chọn. Và như vậy thì là người ta phải lựa chọn là xét tuyển hay là thi tuyển. Thì tuy nhiên về cái xét tuyển đấy thì là một điều rất khó, bởi vì nếu xét tuyển theo học bạ, chúng ta biết rồi là cái việc mà điểm ở học bạ thì hiện giờ chúng ta chưa kiểm soát được đánh giá học sinh trên một cái mặt bằng chung được. Vì vậy thậm chí nó còn phụ thuộc vào từng giáo viên nữa. Cho nên là cái việc mà xét học bạ thì nó khó để mà phân loại, để mà tuyển. Vì vậy cho nên là đa số các cái địa phương ấy, nếu như mà cái cầu mà lớn hơn cung thì là đương nhiên là vẫn phải thi tuyển. Vâng, như ông phân tích thì khi mà cầu lớn hơn cung thì một số nơi vẫn buộc phải thi tuyển, đúng không ạ? Và một số tỉnh thành phố đã lựa chọn cái hình thức là xét tuyển như là tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long hay là Khánh Hòa thay vì thi tuyển vào lớp 10. Nhưng mà như ông nói đấy ạ, cái câu chuyện xét tuyển lại đặt ra cái tình huống tiêu cực như là thay đổi học bạ hay là làm khó dễ cho công tác xét tuyển ạ. Và còn một việc nữa đó là cái việc phân luồng sau phổ thông cũng cho là bất bình đẳng và khó khăn hơn ạ. Vậy ông có suy nghĩ như nào về cái thực tế này? Thế thì như tôi nói ở trên thì thực ra mà nói là cái xét tuyển vào học bạ là cái xét tuyển mà gọi là rất là không chuẩn xác. Bởi vì là như tôi nói là cái việc đánh giá năng lực mà thông qua học bạ đấy là tức là không phải là sửa chữa, mà vấn đề là ngay không sửa chữa gì cả thì cái việc đánh giá nó vẫn cứ chưa có một cái chuẩn nhất định mà nó đồng đều ở tất cả các cái trường hay là tất cả các giáo viên ở cùng một địa phương. Như vậy thì nó sẽ gây ra cái bất cập, nó mang đến một cái sự không công bằng đấy. Thế và liên quan nếu mà gọi là đến vấn đề phân luồng thì theo tôi thì là vấn đề phân luồng để mà cho học sinh sau trung học cơ sở thì nó không liên quan gì đến cái xét tuyển này. Tuy nhiên đấy, ở một số nhà trường do cái công tác mà hướng nghiệp phân luồng không tốt, thành ra là lạm dụng cái chuyện tuyển sinh vào 10 này để mà thực hiện cái gọi là cái thành tích về cái phân luồng của học sinh. Thậm chí đã có những nơi là vì bệnh thành tích cho nên là thậm chí là ngăn cản học sinh không thi vào lớp 10 công lập. Đấy, không thi vào lớp 10. Hoặc là bảo là em đi học nghề đi. Thì thực ra mà nói là cái chủ trương mà hướng nghiệp mà phân luồng sau trung cơ sở không phải là như vậy.
Dạ vâng ạ. Tiến sĩ Lê Thống Nhất thì vừa có những cái đánh giá sơ lược về cái phương thức tuyển sinh vào lớp 10 với những cái hình thức khác nhau như là thi tuyển hay là xét tuyển ở một số tỉnh thành phố thì đã có lựa chọn khác nhau. Thưa ông, riêng tại Hà Nội thì theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì kỳ thi vào lớp 10 năm nay dự kiến tăng khoảng 5.000 học sinh so với năm học trước. Toàn thành phố thì có 133.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở, trong đó thì số được tuyển vào trường trung học phổ thông công lập là 81.200 em, tức là khoảng 60%, còn lại khoảng 51.800 em thì có thể sẽ học các loại hình khác như là trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hay là trường nghề. Từ những cái con số này thì có thể thấy rõ là để giành được một cái suất học tại trường trung học phổ thông công lập thực sự là đầy khó khăn và đầy áp lực và cũng đẩy cái kỳ thi này lên cao hơn nữa, thưa ông. Điều này đã được chứng minh từ rất nhiều năm nay ở Hà Nội rồi. Dạ. Đấy, và cái tỷ lệ mà số các em học sinh ấy mà được vào học ở các cái trường trung học phổ thông công lập thì theo dõi của tôi thì hình như là con số này ngày càng bé. Đấy, ví dụ như năm nay mà chúng ta tính là 60% là bé hơn rồi. Trước đây tôi nhớ là có năm là 70, có năm 65 và bây giờ là 60. Đấy. Thế mà ở đây chúng ta lại phải cũng lưu ý một chút nữa là có những cái trường hợp, có những học sinh thì ngay từ đầu họ không chọn trường công lập. Đấy, với cái sức học rồi cũng như là nguyện vọng của gia đình thì ngay từ đầu thì họ đã chọn cái trường ngoài công lập rồi. Đấy, vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là cái áp lực mà tuyển sinh ấy là càng ngày càng cao, cái chuyện lớp 10 và đặc biệt là Hà Nội càng ngày càng lớn, và tất nhiên chúng ta phải có những cái giải pháp, bàn những cái giải pháp để giải quyết vấn đề áp lực này. Vâng. Dạ vâng ạ. Trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng nghe một cái đoạn băng minh họa mà chúng tôi ghi nhận được. Do phụ huynh nhập thông tin, nếu phụ huynh mà không tự nhập thì có thể ngồi bên cạnh cô giáo hướng dẫn tuyển sinh để cô xin nhập hỗ trợ phụ huynh ạ. Và thứ hai là sẽ có bản cứng, nghĩa là giấy tờ để phụ huynh điền các thông tin cũng như là nguyện vọng cho con là vào học hệ nào. Và sau đấy thì nhà trường sẽ bắt đầu thu lệ phí tuyển sinh. Lệ phí tuyển sinh này nói là một cái khoản tiền để là mình đóng và mình yên tâm cho con vào học ở trường. Vâng, chính vì xuất vào trường công hạn chế nên là để giúp các con có thêm phương án dự phòng, không ít phụ huynh đã chấp nhận phí đặt cọc để giữ một suất học ở trường trung học phổ thông ngoài công lập. Và sau đây thì xin mời tiến sĩ Lê Thống Nhất cùng quý vị nghe một số thông tin. Trường trung học cơ sở trung học phổ thông Lomonosov, quận Nam Từ Liêm có mức phí nhập học là 5,9 triệu đồng. Trường không trả lại phí này nếu học sinh rút hồ sơ chuyển đi trường khác. Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh, quận Cầu Giấy thông báo phí nhập học với học sinh vào lớp 10 là 15 triệu đồng. Phụ huynh nộp phí nhập học một lần cho một cấp học và khoản này không được chuyển nhượng, hoàn trả trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, phí nhập học sẽ được nhà trường đối trừ với các khoản thu trong năm học. Trường trung học phổ thông Archimedes Academy, huyện Đông Anh có mức phí nhập học lên tới 23 triệu đồng. Gần bằng 3 tháng học phí của trường. Khoản phí này không được hoàn trả, chuyển nhượng dưới mọi hình thức. Với các trường còn lại, mức phí phổ biến là từ 1 tới 3 triệu đồng. Vâng, thưa tiến sĩ Lê Thống Nhất, những cái khoản tiền đặt cọc giữ chỗ được thực hiện theo các hợp đồng dân sự và có sự thỏa thuận giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường. Vậy theo ông thì cái việc này nó có phù hợp với môi trường giáo dục không ạ? Chúng ta phải hình dung cái này, tức là thực ra mà nói là mọi lĩnh vực của chúng ta là đang gọi là theo cái cơ chế thị trường rồi. Đấy, và trong lĩnh vực giáo dục thì vẫn có thu, có chi. Đối với trường công lập ấy, thì là có tiền ngân sách nhà nước lo. Còn đối với các trường ngoài công lập ấy, là tất cả mọi chuyện hạch toán để mà duy trì phát triển nhà trường thì do chính nhà trường lo. Bởi vậy cho nên nó sẽ nảy sinh ra có những cái điều mà ở trường công lập không bao giờ có. Nhưng mà ở trường ngoài công lập, khi mà ta đã cho xuất hiện những hình thức ngoài công lập hay tư thục thì có nghĩa rằng không phải là chúng ta thương mại hóa giáo dục. Nhưng mà để cho nó tồn tại, cho nó phát triển thì đương nhiên là chúng ta phải chấp nhận một số cái công việc, đúng không? Một số cái hiện tượng mà nó do cơ chế thị trường đẻ ra thôi. Vì vậy cho nên chúng ta cũng phải hình dung rằng như này này. Chẳng hạn như là khi mà tuyển sinh đại học chẳng hạn, thì chẳng hạn khi mà đăng ký dự thi này khác thì anh vẫn cứ phải đăng ký lệ phí thi cơ mà. Và lệ phí thi thì cũng giống như một cái khoản tiền giữ chỗ như là ở các cái trường ngoài công lập hiện nay khi mà tuyển sinh lớp 10 thôi. Đấy. Vì vậy cho nên là, và tất cả những cái chuyện này, đấy, thì người ta chỉ muốn là cái kế hoạch tuyển sinh hay là kế hoạch thi
nó không bị xáo trộn. Đấy. Và nói như là mọi người đều nói thì đây là giúp cho các cái trường ngoài công lập ấy có cái phí này để mà cũng góp phần là giảm bớt cái đăng ký ảo của phụ huynh. Không ít phụ huynh đã bỏ tiền đặt cọc cho con vào không chỉ một trường đâu mà vào 2 đến 3 trường tư thục với tổng chi phí có thể lên tới là 30 đến 40 triệu đồng. Mặc dù được cảnh báo là nếu mà học sinh không nhập học thì khoản chi phí này sẽ không được hoàn trả, nhiều gia đình vẫn nộp và cho biết là nếu mà con trúng tuyển vào một trường tốt hơn thì sẵn sàng chấp nhận là bỏ cọc đấy. Sau đây là ý kiến của một số phụ huynh, mời ông cùng quý vị nghe. Bao giờ ai cũng có phương án dự phòng nên mình có đăng ký và đóng phí dự chỗ cho con để đảm bảo là con chắc chắn ở trường, đỡ phải suy nghĩ. Lớp 10 là gần như là bản lề, khó hơn cả đi vào đại học nên là phải chuẩn bị sớm. Ai tâm lý của làm cha làm mẹ là muốn chắc, thành ra là cũng sẽ là có cái động tác là sẽ đi đăng ký trước. Thực ra là phụ huynh cũng không quan tâm đến cái mức học giữ chỗ là khoảng 2 triệu hay 15 triệu bởi vì cái tương lai của con là rất là quan trọng, bởi vì các gia đình bây giờ có 1 đến 2 con thôi. Các con thì hầu như là bố mẹ là đều có cái định hướng xa rồi. Nên là cái việc mà đặt cọc như thế này thì cũng là một cái mà để tạo cho trường cũng thấy là phụ huynh, học sinh cũng có cái niềm tin vào trường. Vâng, đó là suy nghĩ của phụ huynh ạ. Còn về phía nhà trường thì sao? Trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời tiến sĩ Lê Thống Nhất cùng quý vị tiếp tục nghe ý kiến của đại diện hai trường trung học phổ thông ngoài công lập. Cái việc ghi danh này thì nhằm mục đích là để nhà trường nắm được cái số lượng học sinh để có thể là đăng ký vào nhà trường. Đồng thời thì để phía phụ huynh cũng yên tâm có cái chỗ học cho con mình, tránh cái áp lực quá căng thẳng trong việc học sinh. Cái việc ghi danh để tránh ảo thì nhà trường cũng có phần là lệ phí. Nếu phụ huynh không đồng ý với cái quan điểm của nhà trường thì ngay từ đầu tiên phụ huynh có thể phản ánh với sở, và thay vì là nộp hồ sơ vào trường thì không nộp hồ sơ, chúng tôi có bắt buộc đâu, không hề bắt buộc phụ huynh phải nộp hồ sơ và phải đóng một cái khoản đấy, là phụ huynh học sinh tự nguyện khi đọc các điều khoản rồi. Vâng, việc đưa ra số tiền cọc theo đại diện một số trường lý giải là đó là để hạn chế tỷ lệ ảo đấy ạ, ổn định tuyển sinh hơn, đồng thời để các gia đình có thể cân nhắc có trách nhiệm với lựa chọn của mình, và đây cũng là thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Vậy theo tiến sĩ Lê Thống Nhất thì lý giải này thì liệu có hợp lý không, vì bởi vì dù thế nào thì thỏa thuận dân sự nhưng mà trong cái môi trường giáo dục lại có những cái đặc điểm đặc thù riêng. Câu chuyện mà đặt cọc như thế này này là không phải là năm nay, từ năm nay nó bắt đầu nó xuất hiện. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là năm ngoái khi mà báo chí phản ánh ấy, là cái việc mà một số trường ngoài công lập ấy, để phụ huynh có thể thức trắng cả đêm để mua hồ sơ hay là đăng ký học cho con, thì ngay lúc bây giờ ấy, thì đã có nhiều ý kiến ở trên báo chí là đề nghị các cái trường ngoài công lập ấy, là phải tổ chức đăng ký online đi để phụ huynh đỡ khổ. Thì ngay lúc bây giờ tôi đã trao đổi với thầy Nguyễn Xuân Khang là người sáng lập trường Magri Hà Nội ấy, thì thầy Khang lập tức là nói với tôi ngay, bảo mình cũng đồng ý online thôi để phụ huynh đỡ khổ, bởi vì phụ huynh khổ như thế thì ít nhất họ cũng chứng minh được là họ thiết tha vào trường mình. Vậy vất vả như thế, rất nhiều phụ huynh vất vả vậy nhưng mà chứng minh thiết tha. Thế bây giờ nếu mà đăng ký online thì lấy cái gì để chứng minh sự thiết tha đây? Đấy, thì cho nên chắc chắn phải đặt cọc. Thì ngay lúc bây giờ thì thầy Khang nói với tôi và tôi bảo đúng là phải đặt cọc. Vâng, đúng là cái câu chuyện đặt cọc giữ chỗ thì không chỉ năm nay mới xảy ra mà đã xảy ra nhiều năm trước. Và cái điều quan trọng nữa là có trường thì cái số tiền lên đến hơn 20 triệu, có trường thì chỉ có 2 đến 3 triệu thôi, với mức giá rất là khác nhau. Và thế nên là cũng có những cái ý kiến băn khoăn về việc có hay không pháp luật để ngỏ cái nội dung này. Trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời tiến sĩ Lê Thống Nhất cùng quý vị nghe ý kiến của luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, và phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, nguyên thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Pháp luật không cho phép là coi giáo dục như là một cái sự mua bán thuần túy, là thỏa thuận về việc đặt cọc tiền là không được rút hồ sơ, thì đấy là cái quy định pháp luật không cho phép. Những cái vi phạm như vậy nếu bị phát hiện ra thì sẽ bị xử phạt hành chính. Cái trách nhiệm ở từ ngành quản lý giáo dục, đáng ra là mình phải có những sự quy định nó cụ thể thì nó cũng xảy ra cái chuyện đó. Chứ còn bây giờ không có cái quy định gì cả thì người ta tùy tiện, đấy là cái chuyện xảy ra là một cái điều đáng tiếc. Và tôi nghĩ rằng các cơ quan quản lý giáo dục hãy có một cái quy định cụ thể cho tất cả các trường, và các trường sẽ thực hiện.
Vâng, vẫn biết là các trường tư thục, trường ngoài công lập thì hoạt động theo cơ chế tự chủ và được quyền đưa ra cái mức phí giữ chỗ. Nhưng mà nên chăng là cần có cái quy định cụ thể hơn về mức phí giữ chỗ hợp lý và cơ quan quản lý cũng cần có những nghiên cứu để có thể đưa vào quy định thưa ông? Chứ tôi thấy rằng là ý kiến của luật sư không chuẩn. Ở đây chúng ta hình dung là cùng một hành vi nhưng mà chúng ta có những cái thuật ngữ khác nhau. Cho nên tôi không đồng ý với cái chuyện tức là cái chuyện mà đặt phí mà đặt cọc như vậy, giữ chỗ như vậy ấy, đấy là một cái hành động tức là vi phạm cái chuyện là cấm mua bán trong giáo dục. Ở đây chúng ta đã hình dung cái này này, thí dụ cùng một hành vi thôi nhưng có lúc chúng ta gọi là gì, môi giới, có lúc ta gọi là cò mồi, đấy, nhưng mà cũng có lúc ta gọi là xúc tiến thương mại. Ok, đấy, thì vì vậy cho nên là ở trong giáo dục thì tôi không đồng ý nói cái chuyện là nó là có cái chuyện mua bán ở đây. Cùng một hành vi nhưng mà chúng ta phải hiểu ở đây tất cả các trường mà khi đưa ra cái phí giữ chỗ này thì đều liên quan đến chuyện là lọc ảo. Ở đây chúng ta lưu ý rằng là với tuyển sinh vào các trường đại học là Bộ Giáo dục Đào tạo phải rất kỳ công, phải có cả một cái phần mềm để mà giúp các trường lọc ảo. Còn bây giờ tuyển sinh lớp 10 ấy thì không biết là hiện giờ chúng ta chưa có gì hỗ trợ các trường lọc ảo đấy, và các trường phải tự lo. Và trong cái nỗi lo đó thực ra mà nói là chỉ còn có mỗi một cách là phải đưa ra phí giữ chỗ. Và tôi nghĩ rằng là nó không vi phạm cái gì cả. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng nó vi phạm ấy thì chúng ta phải mở đường là giúp các trường lọc ảo. Còn nếu không có giúp các trường lọc ảo thì tôi nghĩ không có cách nào khác là phải có phí giữ chỗ như là hiện nay mà các trường ngoài công lập đang thực hiện. Vâng, cái bài toán đặt ra như ông nói là cần phải hỗ trợ các trường lọc ảo đúng không ạ? Các rồi. Trường đại học thì đã có cái hệ thống lọc đúng ảo rồi. Của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mà vẫn ảo nhá. Vâng. Đấy là một cái bài toán mà các nhà quản lý cũng cần phải nghiên cứu để có thể lọc ảo cho việc tuyển sinh lớp 10 đúng không ạ? Đợt vừa rồi thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có văn bản chấn chỉnh các trường là đưa khuyến cáo cũng như là chấn chỉnh cái việc mà đặt cọc giữ chỗ. Như ông nói là nếu mà khi không lọc ảo được thì cái việc mà đặt cọc giữ chỗ ở các trường là đương nhiên và đấy cũng là bình thường, nhưng mà nên chăng là cũng phải có một cái quy định nào đó về cái mức phí giữ chỗ nó phù hợp chứ không nên là quá cao gây thiệt thòi cho phụ huynh cũng như là học sinh. Ở đây thực ra mà nói trừ trường hợp tức là Sở Giáo dục Đào tạo quy định cái mức giữ chỗ là bao nhiêu thôi. Còn đứng về mặt nếu tôi là một chủ một cái trường ở ngoài công lập ấy thì tôi cũng phải tính. Tức là cái độ rủi ro của tôi lớn, càng lớn thì tôi sẽ yêu cầu là đặt cọc càng nhiều hơn. Độ rủi ro của tôi cảm thấy đánh giá nó thấp thì tôi sẽ cho yêu cầu đặt cọc là thấp hơn. Thế còn nếu như có một cái phí đặt cọc chung thì tôi cũng chưa hiểu, đúng không? Có nhà quản lý giáo dục sẽ nghĩ ra cái mức đặt cọc nó là bao nhiêu thì phù hợp. Vẫn là cái câu chuyện để ổn định tuyển sinh đúng không ông? Vâng. Vâng. Thưa ông, áp lực thi vào lớp 10 thì tập trung chủ yếu là các thành phố lớn và ngay cả ở tại thành phố lớn thì cũng tập trung ở vài địa bàn trọng điểm thôi ạ. Ở đây thì bên cạnh cái việc mà địa phương chọn phương án dễ hơn, phải chăng cũng cần nói đến cái vai trò của phụ huynh trong việc tự tạo áp lực cho bản thân và con em mình? Tôi thấy tức là về mặt quản lý giáo dục ấy, về mặt các sở giáo dục đào tạo thì dần dần là phải nói là đã có cái giảm áp lực trong cái thi tuyển sinh vào 10. Mà cụ thể nhất đó là số môn thi. Đấy. Còn cái áp lực mà phụ huynh tự tạo ra đấy, cho con mình ấy, đó là gì? Là lựa chọn cho con mình những cái trường mà không phù hợp với năng lực. Thí dụ những cái trường mà top trên ở Hà Nội chẳng hạn thì bao giờ cũng yêu cầu cao. Đấy. Cho nên là nếu như mà học sinh không phải năng lực tốt mà lại vẫn cứ chọn những cái trường như vậy thì đương nhiên là phụ huynh phải ép con cái mình học hành luyện thi rất là khổ sở mà cuối cùng vẫn có thể là trượt. Vì vậy cho nên ấy lại là phụ huynh phải lựa chọn là cho con mình thi vào trường nào. Thứ hai nữa là thậm chí là liệu con mình có phù hợp với chuyện vào 10 hay không, hay là cho con mình đi học nghề. Thì đấy là phụ huynh phải căn cứ vào cụ thể năng lực con mình, xu hướng của con mình để mà quyết định, để tránh gây áp lực. Vâng, như ông có trao đổi là đã có cái chủ trương phân luồng từ cấp trung học cơ sở, nhưng mà thực tế thì số lượng mà học sinh vào trường nghề thì vẫn không nhiều. Chấp nhận mất tiền, thậm chí là rất nhiều tiền để con có thể có thêm cơ hội học lên bậc trung học phổ thông. Vì thế mà cái giai đoạn này khi các học sinh căng mình chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 sắp tới thì bố mẹ cũng căng mình để có thể chọn thêm phương án, chọn thêm cơ hội cho các con. Thưa ông, phải chăng cái chủ trương phân luồng thực hiện cũng chưa thực sự hiệu quả khiến cho dẫn tới những cái hệ lụy như vậy? Bây giờ ta phải nói này này, cái gọi là phân luồng ấy
là phân luồng sớm là từ sau trung học cơ sở. Còn phân luồng đợt 2 ấy là sau trung học phổ thông. Đấy. Thế nhưng mà thực ra nó không hiệu quả đến cái mức độ như sau. Là rất nhiều em học hết 3 năm trung học phổ thông. Đấy. Thì cũng cảm thấy rằng là không hiểu là mình đi con đường nào. Rồi thậm chí có những em mà tốt nghiệp đại học rồi, có cầm bằng đại học rồi. Đấy. Và có khi là thạc sĩ rồi. Nhưng mà cuối cùng mới thấy rằng tất cả những lựa chọn đó của mình là sai. Tôi biết có những thạc sĩ hiện nay đã đi học nghề để mà có công ăn việc làm phù hợp với mình. Đấy. Thì chuyện phân luồng ấy phải nói đánh giá ở tất cả các mức độ, ở tất cả các cấp là chúng ta chưa đạt hiệu quả. Và nó gây ra lãng phí tiền của cũng như là thời gian cho những các cái em học sinh hay là kể cả các em sinh viên thì có một sự lãng phí rất lớn. Vâng ạ. Cái bài toán phân luồng thì cũng cần phải được nghiên cứu và như ông nói là cũng phải đánh giá ở nhiều cấp độ khác nhau đúng không ạ? Để có thể cải thiện và tạo ra cái việc phân luồng hướng nghiệp tốt hơn. Nhiều năm nay thì thi vào lớp 10 rất là đông học sinh trong khi mà nhiều trường công lại không đủ và trường ngoài công lập trường tư thì cũng không nhiều và cái trường chất lượng thì lại ít. Đây là thực tế mà đặt ra ở nhiều vùng đô thị, đặc biệt là như các quận nội thành của Hà Nội, dẫn đến cái câu chuyện là đặt cọc giữ chỗ cũng là một điều dễ hiểu khi mà những cái trường ngoài công lập chất lượng thì cũng không nhiều, khiến cho phụ huynh cũng muốn con mình có một, nếu mà không đỗ trường công thì có muốn làm vào một cái trường tư nào đấy chất lượng hơn. Một bài toán có quá khó đặt ra với những nhà quản lý thưa ông? Tôi nghĩ rằng là bài toán này là rất khó. Nhưng mà rất khó không có nghĩa rằng là hết năm này năm khác anh không giải quyết. Để chúng ta nên nhớ nhé, là thí dụ như là các trường trung học phổ thông của Hà Nội chỉ đáp ứng được có khoảng 60% học sinh vào 10 mà thôi. Nhưng mà lại trong 60% ấy, lại, trong số các trường ấy, lại có những trường mà phải nói thẳng là chất lượng thấp. Cho nên tại sao lại có những hiện tượng là nhiều học sinh là kể cả có năng lực nó không chọn vào trường công. Đấy. Mà chọn ngay từ đầu là trường ngoài công lập. Đấy là một thực tế. Vì vậy cho nên ấy, là bên cạnh cái chuyện mà chúng ta phải xây dựng thêm các trường trung học phổ thông ở Hà Nội, thì chúng ta phải tận dụng được những trường đã có rồi, thì các nhà quản lý phải nâng cao chất lượng ở những trường này. Bởi vì nếu như mà trường công chất lượng thì không ai dạy gì lại ra ngoài công lập, đúng không? Với một cái mức học phí bao giờ cũng cao hơn trường công như vậy. Mà trong cái chuyện chúng ta lo cho xã hội thì không phải gia đình nào cũng đủ tiền để cho con học trường ngoài công lập. Vì vậy cho nên là cái trách nhiệm mà đảm bảo chất lượng cũng như là số lượng về trường trung học phổ thông ở trên một địa bàn nó vẫn phải là trách nhiệm của các ủy ban, các cái cấp chính quyền hiện nay. Vâng, rõ ràng là bài toán rất là khó khi mà không chỉ là cần thêm nhiều trường nữa, nhưng mà cái bài toán quan trọng hơn đó là nâng cao chất lượng đúng của những trường ấy. Vâng ạ. Riêng ở Hà Nội thì năm nào sau Tết, tức là thời điểm học sinh bước vào học kỳ 2 của năm học, thì lại căng thẳng cái chuyện là thi 3 hay là 4 môn trong kỳ thi vào lớp 10. Năm nay là lứa học sinh cuối cùng thi vào lớp 10 theo chương trình cũ. Những năm tiếp theo có lẽ là cái câu chuyện thi 3 hay 4 môn cũng sẽ lùi vào dĩ vãng đúng không ạ? Chương trình giáo dục phổ thông mới thì chắc chắn sẽ kéo theo những cái đổi mới thi cử, trong đó có cả tuyển sinh nữa. Thưa ông, trở lại cái câu chuyện mà giảm áp lực thi cử thì xin ông có thể chia sẻ cái quan điểm cá nhân từ góc độ của người làm giáo dục và cả kinh nghiệm cá nhân của mình đã trải qua. Theo dõi, nếu như mà theo dõi cả một cái quá trình dài ấy, mà theo dõi ở nhiều địa phương ấy, chúng ta thấy một cái điều này là cái câu hỏi là thi tuyển sinh lớp 10 mấy môn là câu trả lời rất khác nhau. Tôi nhớ đã có những sở giáo dục đào tạo là thi 7 môn. Đấy. Rồi có sở thi 4 môn, có sở thi 5 môn. Đấy. Rồi ngay sở Hà Nội thôi thì có 3 môn chắc chắn rồi. Môn thứ tư ấy, đấy, là ba con hồi hộp giống hệt như chờ kết quả sổ số, rất là hồi hộp. Đấy. Thế thì ở đây theo quan điểm về mặt giáo dục của tôi nghĩ như sau. Chúng ta nên nhớ rằng là cái cấp trung học phổ thông là cấp mà chúng ta có chương trình nhá, phù hợp với xu hướng của từng em, năng lực từng em và xu hướng nghề nghiệp. Đấy. Nó có những cái xu hướng nhất định rồi. Và cái chuyện này là khi mà các em ấy để đến cuối cấp trung cơ sở thì nó bắt đầu nó biểu hiện. Đấy, nó biểu hiện. Và để nó làm gì? Nó lựa chọn xu hướng nào đây? Đấy, cũng là vào học trung học phổ thông, nhưng mà có thể tôi nghiêng về khoa học tự nhiên, có người thì nghiêng về khoa học xã hội. Đấy, hoặc là các cái lĩnh vực cụ thể này. Thế thì, vậy thì khi tuyển lớp 10 mà anh thi càng nhiều môn thì càng không công bằng, càng không phân loại được.
Vì vậy cho nên là chúng ta phải lựa chọn, nếu như mà giáo dục trung học phổ thông là giáo dục theo xu hướng nghề nghiệp, năng lực của học sinh, thì có nghĩa là chuyện thi tuyển sinh vào 10 kể cả trong chương trình mới, thì tôi đề nghị chúng ta chỉ thi 3 môn cơ bản nhất, đó là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Đấy là 3 môn cơ bản nhất. Đấy, còn nếu thi môn nào nữa thì đều gọi là nó không đúng với cái sự mục đích của cái việc mà chúng ta giáo dục học sinh ở cấp trung học phổ thông. Vâng, thưa ông, câu chuyện tuyển sinh vào lớp 10 thì luôn luôn nóng và áp lực không chỉ đối với học sinh mà cả phụ huynh nữa. Nhất là những ai mà có con năm nay thi vào lớp 10 hay là năm nào có con thi vào lớp 10 thì hiểu rõ cái tâm trạng áp lực và lo lắng. Vậy ông có lời khuyên nào cho học sinh và phụ huynh trước kỳ thi vào lớp 10 vào tháng 6 tới? Đây cũng là lứa học sinh mà cuối cùng theo học chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Dù là lứa cuối cùng hay là lứa sang năm nữa hay là bất cứ lứa nào thì tôi nghĩ rằng là một cái điều mà muốn chia sẻ với phụ huynh là chúng ta phải đặt ước mơ hay là sự lựa chọn phù hợp với năng lực của con mình. Đấy. Và tránh, bởi vì người ta nói là bây giờ có nhiều phụ huynh ấy, là không phải vì con mà vì chính mình, nhiều khi vì sĩ diện của chính mình mà tạo ra áp lực cho con. Thì ở đây tôi lưu tâm với phụ huynh một điều, chuyện đỗ đạt hay không ở lớp 10 này, ở trường tốt hay là trường vừa phải chưa phải là quan trọng, mà sức khỏe tinh thần của con em mình mới là quan trọng. Đấy, phụ huynh càng phải nhớ đến điều này, đặc biệt khi mà các cháu thi trượt, thì đấy là đối với phụ huynh. Còn đối với học sinh thì tôi nghĩ rằng là chỉ khuyên các em là đừng quá tạo áp lực cho mình, mà thậm chí chúng ta không giữ được sức khỏe để mà có thể tham gia kỳ thi. Và khi mà cơ thể mà không khỏe mạnh thì các em học cũng không hiệu quả. Vì vậy cho nên là phải có chế độ nghỉ ngơi và phải biết rằng là đừng tạo thêm áp lực gì cho mình. Và ôn tập là ôn tập đúng như là cái chương trình mà Sở Giáo dục Đào tạo đã quy định. Tránh chạy theo những vấn đề khó quá, vượt quá sức mình, nó cũng tăng thêm căng thẳng cho mình. Và rất mong là các em khi ôn tập xong thì bước vào phòng thi bình tĩnh, tự tin và đạt được kết quả tốt nhất đối với mình. Vâng ạ. Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất đã tham gia bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay.